Theo ghi nhận của Vietnamnet, sáng ngày 15 tháng 11, nhiều kỹ sư, công nhân đang tiến hành lắp kính cho giếng trời lấy sáng top-light của tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên, đây được xem là một điểm nhấn nổi bật kiến trúc mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga bến Thành nói riêng và tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên nói chung. Top-light được thiết kế với phác cảnh nhìn từ trên xuống giống như một hoa sen khổng lồ, được đan xen bởi hai loại vật liệu chính là kính và tấm nhôm tổ ong. Đặc biệt, phần lớn các vật liệu làm nên giếng trời được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, có khả năng chống chịu thời tiết tốt và cách nhiệt vượt trội. Trong đó, tấm nhôm tổ ong được sử dụng là vật liệu chính, có kích thước khổ lớn nên không có nhiều nhà máy trên thế giới có thể sản xuất được. Các nhà thầu đã phải gia công và nhập trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam. Bên cạnh đó, phần kính tường top light được sử dụng một loại phim đặc biệt được nhập khẩu từ Nhật và được ép vào giữa hai tấm kính để tạo khả năng cách nhiệt cho kính. Điều này giúp cho tuổi thọ của kính lâu hơn, không cần phải thay phim trong quá trình sử dụng, khác với việc dán phim cách nhiệt như các công trình phổ biến khác. Ngoài ra, với kết cấu vòng lớn, đường kính khoảng 27m, việc thi công và hoàn thiện trên kết cấu vòng gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình hoàn thiện, càng lắp vật liệu lên máy thì máy sẽ càng lúng xuống. Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Nhật Bản phải giám sát các gao, tính toán kỹ lưỡng để các vật liệu có thể ghép chính xác lại với nhau, cũng như đảm bảo chất lượng tốt nhất cho dự án. Giếng trời lấy sáng là công trình có chức năng chính tạo điểm nhấn cũng như cung cấp ánh sáng cho khu vực phía dưới và tạo nên không gian mở, giúp cho hành khách đi metro có thể nhìn trực diện qua chợ Bến Thành. Đây cũng có thể là điểm hẹn vui chơi check-in của người dân du khách khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay nhà thầu đang khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục kiến trúc và cơ điện của nhà ga Bến Thành như sàn, trần, thạch cao, cửa thép, dự kiến đến quý 2 năm 2023. Các công tác xây dựng kiến trúc, lắp đặt thiết bị cơ điện của gói thầu CB1A sẽ hoàn tất và tiến tới thử nghiệm, vận hành các thiết bị vào cuối năm 2023.